Yo muốn rợ ta la muốn nọ xù đó. Tại kỳ nọ ta nọ chỉ tốn nọ chè yo muốn nọ xù. Thôi nọ tí mô cổ ôm mộng đó. Mô cổ ôm mộng ấy. Yêu muốn nọ xù yo. Yêu chí, cái thiết cụ yêu muốn rợ ta la nọ chè. Giờ là mùa may mắn đó. Thế xong rồi, xong nhiệt gì, cái tin anh cha nữa. Ta đi nói, tôi mở lên nó chèo, ta chỉ đi mà có mong đau rồi nè. Thế ta đi nói, ưa nhiệt gì, mở lên nó trả lúc quang, phở là giờ lúc chi. Nó phở nó, ưa mở lên nó phở nữa. Ý chỗ mấy phong dư cho ư nó phở ý chỗ phở chơi chỗ nó thế ư hầu rô nôn tàu nó ta sẽ lúc ở dì ờ dì lư nó là yò dì sẽ tế mỗi chế lời hụt dì đó chì nó yò hụt dì á chì nè cơ dì nè cho lấy cho mong lử hai nè lấy hụt dì á chì nè nè ấy chỉ bao à, ta bao hồ để chỉ lửa câu thôi nè. Ê, lúc nào cũng mất chua, tại phải ta chỉ cũng mất cho mùa chua của trái tê đó, của trái tê chơi. Chỉ bao đi chơi nên đi tới nó giờ ấy mới từ nhà lâu này hết tiệt. Mua cho chỉ lửa câu nó, cho là cho chua cho dùng sát tê, có dùng sát tê thế thì chỉ nên đi tới nó đó. Khi tao lỡ cái chơi lỡ chỉ tê lỡ chỉ trả chỉ thế này rồi. Bên mua nè rau chỉ cần nhỏ hú xí cho mù à trâu hú cho phở nọ tà nữa cho lưỡi thì tơ không cơ nè. Hà lên nó xưa ấy đi trồng cứ thi phong dừ chơi nè làm tập cái nọ phở ok nữa. Mô nhé nó mò ấy, nó phở tốt cháy xưa nó có dù nhó tàu xưa nữa.